Mình đây phải chấm chấm sơn là mấy cái chỗ hè. Mấy chấm sơn là mấy chỗ hàng rồi. Rồi cắt cho gọn lại, rồi sơn lại cho đẹp. Kéo ra hả? Quá dữ. Anh kia hôm nay mới nói là sao đây nó thẳng quá vậy. Từ dưới này là kéo này nó thẳng, nó tăng tốc vậy nè. Quá dữ. Trời thới không mà ai chịu nổi. Anh còn chưa hàng đây nè, đây nè, mới gá tạm. Gá tạm. Hàng đây luôn. Bên kia có một cặp nữa. Rồi, chắc chắn lắm rồi. Đây chỉ có là nuôi voi mới sợ thôi. Nuôi ba con kỳ nhông rồi. Này không ăn thua. Anh đóng hết vô một lượt trước rồi anh mới cắt một lượt luôn cho nó gọn. Anh bắt một hai con ốc nó dình lại ở trên đây. Anh hỏi anh bắn là vừa dính tôm vừa dính ốc luôn à? Hiểu rồi ở trong.
bao nhiêu? Để hết luôn. Để bỏ vào khuôn nước để không gì. Chỗ ông đổng luôn hay sao? Hả? Quý. Ông nói ông ở trong ổn định rồi, không cần phải ra ngoài, ngoài đâu. Ông ổn định rồi. Muốn luôn hả? Tôi muốn người đến hơn ơi. Cái máy này nó cho dương chút cho nó bỏ xuống đó, anh bắn cánh cửa luôn đi. Anh bắn cố định nó như một đầu luôn. Ừ, anh bắn cái đầu đó chứ. Bắn chưa? Bắn đi nha. Bắn này à? Trời, dưới nước, ở dưới đất là nước không á mà. Ông bỏ mấy phang. Bắn nó đây. Trên kìa, bắn lưới trên kìa. Anh bắn cái đầu này trước anh để ơi. Bắn cái đầu này trước hay anh để. Ừ, cho nó kéo căng ra nó chuẩn. Chút bắn nào chút. Cái này. À. Đó, đó. Đó, rồi, hiểu rồi. Anh chưa bắn cầu dao hả? Ờ, chưa bắn cầu dao. Chưa bắn cầu dao, rồi, đưa bắn cầu dao đi. Này tôi bật lên là mấy ông đứng cười không nè nha. Rồi đó. Đứng trên tầm hướng. Mấy giờ đầu. Mẹ ăn da của mình ta ăn gì. Đâu có, mình cũng gì bảo vệ người ta thôi. Ừ. Cho luôn lại để cho đây lại cái ghế nè. Còn bằng dầu bự đó, ừ cho nó căng lưới ra. Chứ nó đi dùng. Trời đủ. Đúng rồi, cái to nó cần phải đồng đạn. Rồi đó, ông ngồi nghiên cứu nữa, câu cắm.
vậy đi nào đi. Tôi muốn bằng keo cho nó đó. Không phải đâu, em nghĩ là cái ổ đó, cái ổ đó, cái ổ đó cái, nó không ăn điện á. Cái nồng nó dỗ ngoại lên lại không ta. Hay lắm không đợi này thiệt á. À, chết rồi. Anh đóng gỗ khách em. Rồi nó điếc rồi, nó điếc rồi. Như bên em có cái mũi khoan dở mà, để qua lấy mũi khoan canh đi. Có. Nhìn vô bật. Bây giờ dán vô cái gạch, không có đường nào chuyện vô cho anh. Thì ông vô ba game rồi là ông bắn lẹ lắm. Nãy giờ ông canh ông đo ông còn gói chứ giờ là ông hết gói rồi. Giờ ông cứ 1-1-2-2 ông bắn thôi, ông bắn tới. Ông làm cứ mưa hoài vậy. ông đa, chú Sơn làm như là thở thầy ngồi gọi mưa hoài vậy.
ngồi chú Sơn lấy cọ rồi chấm em nè. Đúng rồi, chấm ra hết đi. Ủa đây giữa giữa mà đây nha. Đi cắt ra nó mà. Đi cắt ra. Sơn ở trên đu đeo Sơn đi nha. Cái lưới nó yếu lắm đó nha. Thôi kêu bảo vệ. Nó chứ làm gì nó toán á chứ nhiều cái xương cái nhiều cây quá nhiều xương quá nhìn nó tối quá vậy anh thoáng không chị vô cho chơi bao luôn. Bình thường là bỏ bớt ra lần đó chứ cộng ai ăn, mấy con này đâu ăn cộng đâu. Lấy về là ăn không kịp luôn á. Cà chua luôn. Cà chua hơi bị bự. Cóc luôn. Ai bị ơi. Đâu? Cái này à? Ok.